trên thế giới. Châu Á, đặc biệt là phía nam châu lục này, là nơi tồn tại nhiều bộ tộc kỳ lạ với nhiều nền văn hóa đặc sắc riêng biệt và cũng kỳ lạ không kém. Trong đó có bộ tộc Rokba, nằm giữa lãnh thổ Ấn Độ và Pakistan. Nơi đây khiến nhiều người bất ngờ khi có tục lệ đàn ông được trao đổi vợ hay mọi người được phép ôn hôn nhau nồng nàn thấm thiết ở nơi công cộng. Bộ tộc có nguồn gốc và vẻ ngoài khác biệt. Bộ tộc Rokba sinh sống tại Ladakh, có dân số khoảng 2.500 người. Tộc người này có vẻ ngoài vô cùng đặc biệt, khác hoàn toàn với người Tạng, Miến cũng sống tại đây, cả về diện mạo, văn hóa, ngôn ngữ và thậm chí là cách tổ chức sinh hoạt. Bộ tộc Rokba sinh sống tại Ladakh có dân số khoảng 2.500 người. Phụ nữ của bộ tộc này có gương mặt thanh tú, sống mũi cao, hốc mắt sâu, tóc và chân mày dài, đen láy. Đàn ông thì môi dày, mũi cao, chân mày rất rậm, đôi mắt to rất đặc trưng. Ngoài ra, cư dân ở bộ tộc này còn có vóc dáng vô cùng cao ráo. Những nét văn hóa thú vị. Ở vùng đất là thung lũng với khí hậu thuận lợi cùng đất đai màu mỡ, bộ tộc này chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Một điểm thú vị trong văn hóa của người Rokba đó chính là trang phục. Ở đây hầu như tất cả mọi loại trang phục của họ đều có màu sắc bắt mắt và được làm chủ yếu từ chất liệu len. Đàn ông thì mặc áo len rộng cùng với quần len cặp cao, còn phụ nữ thì diện những chiếc váy len được đan tỉ mỉ cùng với những vật trang trí mà đậm sắc màu hoang dã như các loại vỏ, hạt, thậm chí là một số trang sức bằng bạc. Nhưng thứ làm nên linh hồn của bộ trang phục truyền thống đó chính là mũ da dê. Chúng được làm từ da dê sau khi đã qua công đoạn xử lý mùi và làm khô hoàn toàn, được trang trí vô cùng đẹp từ các loại hoa, vỏ sò, đồng xu, v.v. Hủ tục đổi vợ khó hiểu. Trái với những phong tục đầy thú vị trên, thì bộ tộc Rokba lại tồn tại một hủ tục vô cùng khó hiểu. Đó chính là những người đàn ông tại Rokba được phép trao đổi vợ với nhau một cách thoải mái và không gặp bất kỳ sự phản đối nào đến từ những người khác trong tộc. Thậm chí họ còn mặc cả với nhau trước khi đưa ra quyết định, người vợ không được quyền lên tiếng nói. Điều này cũng chứng minh phần nào về thân phận của người phụ nữ trong tộc Rokba không được coi trọng. Nếu như không muốn nói là có phần thiệt thòi so với phụ nữ ở các nước khác trên thế giới, họ phải nghe lời chồng đến ở và làm vợ, tất nhiên là cả những chuyện sinh hoạt riêng tư đối với một người đàn ông xa lạ. Chưa kể, một số người vợ còn bị chồng mình cắt cử đến nhà người đàn ông khác nhiều tuần liền, trong khi vợ của người đàn ông đó thì lại đến nhà mình, đóng thế vai mình để làm vợ và ăn ngủ cùng chồng mình. Tuy nhiên, hiện nay, hủ tục này ngày càng nhận nhiều chỉ trích từ chính quyền địa phương có tư duy cấp tiến hoặc từ các nhà bảo vệ quyền lợi con người, nhất là quyền phụ nữ. Thế nên, hủ tục này ngày càng mai một và không được phép công khai nữa. Ngoài ra, từ ngàn xưa, người Rokba còn có truyền thống ôm hôn nhau, công khai giữa đám đông. Theo đó, vào các dịp đặc biệt, đàn ông và phụ nữ xếp thành hàng với nhau rồi thỏa thích hôn nhau đắm say, nồng cháy, thậm chí có cả quan hệ thể xác mà không cần quan tâm tới tình trạng hôn nhân của người mình đang hôn như thế nào, liệu anh ta có vợ hay chưa, cô ấy đã có chồng hay chưa. Họ coi đó như là một phần trong nền văn hóa của mình và nó đáng được trân trọng cũng như gìn giữ.